Xin chào mọi người. Lâu quá không up thêm clip bonsai. Có rất nhiều anh em, bạn bè cũng như khán giả nói là Bằng Kiều up thêm clip bonsai. Cho nên là ngày hôm nay thì Kiều sẽ làm một cái clip để làm cái cây này. Cây này là cây bách. Cho mọi người xem cây bách, bên này gọi là Prochata Juniper. Cái cây này là cái cây cách đây 15 năm khi mà Bằng Kiều mới thích bonsai, làm quen với bonsai thì được một anh bạn quen với một anh bạn. Anh ấy trước đây anh cũng chơi bonsai nhưng mà sau này anh bận anh không chơi nữa, thì anh ấy có tặng cho Bằng Kiều cái cây này. Đấy. Tặng cho Bằng Kiều cái cây này thì sau khi mà lấy cây này về thì Bằng Kiều có lúc đó có nhờ sư phụ của Bằng Kiều là anh David Ngụy, anh Được làm cho cái cây này rất là đẹp. Bây giờ lâu rồi nó cũng không, nó cũng bắt đầu bù xù rồi. Bây giờ mình restyle lại cái cây này. Trước đây sư phụ mình cũng rất làm rất là đẹp rồi. Ngày hôm nay mình sẽ thử nghĩ xem là sẽ làm cây này như thế nào để cho nó đổi khác đi một tí. Nó đỡ chán là cái thứ nhất. Thứ hai là biết đâu nó lại có cái hình dáng mới, nó lại khỏe hơn thì sao. Cũng nhân tiện đây là xin phép sư phụ, xin phép sư phụ David Ngụy cho em được restyle cái cây này. Không biết là sư phụ còn nhớ, sư phụ làm hàng ngàn cây cho nên là có khi quên quấy mất cái cây này là sư phụ làm từ lúc nào. Đây là cái cây đầu tiên mà em mang lên sư phụ để sư phụ làm. Xin được anh Hùng, người anh bạn anh tặng cho cái cây này. Đấy, thì hiện nay á thì cái cây này hình dáng của nó như thế này. Đây là cái mặt trước của nó. Mặt trước đây là cái đỉnh đây, rồi tàn đây. Tàn đây. Mà cái thân ấy, thân thì đây cho mọi người xem cho nó gần lại. Thân của nó thì nó chết mất một nửa, nó chỉ còn một cái đường sống. Nó còn một cái đường sống ở đây. Còn đâu là lũa mà hoàn toàn là mục tự nhiên. Hoàn toàn là mục tự nhiên hết. Cây khá già. Nhỏ nhỏ như này nhưng mà khá già. Thì ở cái thân hiện nay á, nó hơi có hình cánh cung, tức là nó hơi hơi lượn này. Mà cái hình cánh cung này á thì theo Bằng Kiều bây giờ mình sẽ restyle cho nó để nó thành một cái cây bạt phong, wind sweep. Nó mình gọi là gió lùa đấy. Thì bây giờ cứ từ từ từng công đoạn một, mình sẽ làm tới đâu hay tới đấy để cho nó, để xem mình biết là nó sẽ ra hình thù như thế nào. Đấy, trước tiên đi làm bất cứ một cái cây nào, nhất là cây tùng, cây bách, thì
thì mình phải gọi là clean up vệ sinh cho nó, ngắt bỏ tất cả những cái lá già ở bên trong. Vì những cái đó nó sẽ hút rất nhiều sinh khí của cây, energy của cây. Rồi những cái nào mà nó mọc xuống ấy, ví dụ mình xòe cái tàn ra nó như thế này, những cái nào mọc xuống dưới thì mình bỏ nó đi. Đấy. Sau khi mà mình đã clean up sạch sẽ thì cái cây nó sẽ thoáng ra, nó thoáng ra một ít. Và lúc tiếp theo á, thì là mình sẽ xem là mình sẽ dùng cái cành nào, nhánh nào, cái nào mà dư thừa theo cái cách của mình làm mà mình cảm thấy dư thừa mình bỏ nó đi. Đấy. Ví dụ như là cây này thì mình sẽ làm bạt phong nên những cái cành mình sẽ ướm thử xem là khi mà mình đưa ra hết thì nó có thiếu, có thừa đầy đủ không. Nó đủ rồi mà mình thấy là có những cành dư, ví dụ như là tôi sẽ không dùng đến cái cành này, sẽ không dùng đến cái cành này, kể cả là nếu mà không làm bạt phong thì mình cũng sẽ không dùng cành này, bởi vì nó che mất cái phần uốn lượn của cái thân, che mất cái phần mà đẹp của thân, gọi là xấu thì che mà đẹp thì khoe, nên là cái chỗ cái cành này nó sẽ làm cho mất cái tầm nhìn của cái thân này, nên là mình sẽ bỏ nó. Đấy. Thì ngay lập tức nó hiện, nó cái thân nó hiện ra ngay. Tạm thời sau khi mà mình cảm thấy là đầy đủ rồi, clean up rồi, vệ sinh sạch sẽ những cái lá già, những phần dư thừa, thì phần tiếp theo là mình sẽ đi kẽm. Đấy. Đi kẽm là cuốn dây ạ. Mọi người thắc mắc là cái tiếng hơi nhỏ, cho nên hôm nay thử đeo cái tai này vào để nói xem là nó có rõ hơn không. Khi mà mình đi kẽm ấy, thì những cái cành to mà mình muốn bẻ nó nhiều thì để tránh nó bị gãy sản. Khi mà mình hơi quá tay, dễ gãy thì mình cuốn raffia vào. Raffia này Việt Nam mình hay gọi là chắc là dây đay hay gì đó. Cuốn raffia vào cái cành. Và khi mà cuốn raffia thì mình cho một cái sợi dây kẽm nó chạy theo cái cành cho nó khỏe, giữ cái cành không bị gãy. Giữ cho cành nó có độ ẩm, nó không bị gãy sản, cuốn tất chặt.
sau khi mà mình cuốn raffia thì cái cành á, thứ nhất là giữ cái độ ẩm cho cái quãng cái khoảng này mình uốn cong, nó sẽ bảo vệ được cái chỗ mà mình định uốn. Sau đó thì bắt đầu mình sẽ chạy dây, thì tùy theo những cái cành như thế nào để mình chạy dây cho nó chính xác, nó sẽ dễ uốn. Dây này của mình hơi to mà mất hết mất cái dây nhỏ hơn, mình sẽ đi cái dây nó khá to một chút so với cành, nhưng mà nó sẽ làm thực ra thì càng khỏe hơn. Ở Việt Nam thì anh em hay đi đắp bổ dây ấy, hai cái sẽ chọn một cái cành tương đương với nó. Đầu tiên là mình sẽ khóa một bên, trước. Sau đó đi vào cái cành mà mình muốn đi, lúc nào cũng đi theo chiều thuận, đi kẽm 45 độ. Cái độ chéo là 45 độ. Và khi mà mình đi ấy, thì ví dụ mình muốn nó theo cái chiều nào ấy, thì mình mượn cái lực mình bẻ sẵn lên một ít, so với lúc nãy là nó đã hơi chéo lên một ít rồi. Càng to xong bắt đầu mình cứ đi kẽm nhỏ dần, bắt đầu vào những cái cành nhỏ hơn. Thưa mọi người rằng là bây giờ mình cuốn xong này, cuốn gần như là cuốn dây thì gần xong hết. Sau tâm đoạn cuốn dây bắt đầu là mình bẻ cành cuốn nóng theo ý mà mình muốn. Đấy, cũng như là lúc nãy có chia sẻ với mọi người là cái cây này mình sẽ cuốn nó theo dáng bạc phong. Bạc phong là gió lùa, wind swept. Cái đỉnh này á, nó không phải bạc, nó tức là tất cả gió nó lùa về một phía thì mình sẽ bẻ cành lao về một phía.
trước là nó bị hơi thấy là cross, tức là ngang qua thân, mình bẻ nó lên, bẻ nó về phía kia. Thì cũng cần những cái dụng cụ để nó dễ, chứ không đánh vật nó mệt. Cho nó cong một tí. Mình đã protect rồi cho nên là mình bẻ tương đối là mạnh tay. Nếu mà mình không bảo vệ, không cuốn raffia để bảo vệ thì dễ, ví dụ quá tay một cái chẳng hạn, thế là nghe đến cắt cái là sao. Cái chỗ này bây giờ nó không, nó bớt thẳng rồi, mình thấy không? Chưa, lúc nãy là nó lao ra đây nó mới quặp lại, bây giờ là mình cho nó lên luôn. À, đúng thế luôn. Dưới cái lá nó mọc xuống dưới cái tỉa đi. Vì là mặt trời nó ở trên thì những cái lá ở dưới á, trước sau á, nó không nhận được cái ánh nắng mặt trời và nó cũng sẽ bị yếu đi, nó làm cho cây mình yếu đi. Uốn cành làm sao mà không có để cho nó thẳng, nào cũng vì cây ở ngoài thiên nhiên cũng vậy, nếu mà những cây già là lúc nào nó cũng khúc khuỷu, nó cành nó không bao giờ nó thẳng tắp cả, lúc nào tôi uốn lượn về cái độ thẩm mỹ thì uốn lượn lúc nào gây cho mình cái cảm giác dễ chịu. Rửa cho nó sạch. Xong bắt đầu mới bôi cái lam surfer, tức là cái lưu huỳnh ấy vào cái gỗ chết. Thì lúc nó khô đi nó sẽ trắng ra. Nhiều người không biết là sơn, không phải là sơn đâu, lưu huỳnh. Đấy, sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ quét một cái lớp lam surfer, tức là lưu huỳnh ở bên này. Người ta bán cái này, lưu huỳnh nó là một cái dạng mà thuốc sâu cực mạnh. Không phải pha ra,
phải nếu mà xì thuốc sâu là phải pha ra với nước. Này mình quét vào thì nó có một cái công dụng nữa là tất cả những cái loại muối mọt là nó sẽ không ăn nữa, không ăn vào bụng. Rồi bây giờ cả nhà xem là sau khi bôi lưu huỳnh thì cái phần gỗ chết thấy nó sáng ra không? Đấy. Nó sáng ra thì nó sẽ làm nổi cái phần sống, làm nổi cái phần sống lên. Đấy, lý là lý do tại sao mà mọi người hay xem cây ở Nhật, người ta cứ thấy cái chỗ lũa là nó trắng. Có nhiều bạn thì tưởng đó là sơn nhưng không phải, lưu huỳnh nhé. Đấy. Xoay. Công đoạn làm bonsai. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà. Xin cả nhà nhớ là subscribe với đăng ký subscribe để xem những video tiếp theo. Tôi sẽ update thường xuyên. Xin cảm ơn mọi người.